Chào mọi người, thì mới đây gặp chuyện mình. Nếu mà chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 9 của bộ truyện Những Cách Nguy Hiểm đây. Được chưa, bắt đầu. Sở em không biết Trì Thanh đang nghĩ cái gì. Đúng như hắn biết có thể hắn sẽ được đời người này ra để xem bên trong đó bất cứ gì. Xe chạy trên đường khoảng chừng 10 phút. Tình hình giao thông gần giống với suy đoán của chị Thanh. Xe còn chưa xuống cao tốc. Vậy xưa lưu thông trên con đường đi ra ngoại ô đã trở lại rõ rệt. Xe anh tránh chạy vào con đường trước đối vào cảnh sát mà anh bị kẹt xích luôn. Nếu như muốn thoát thân thì đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất. 3 phút sau, một chiếc xe Maybach chạy dưới gầm cao tốc độ không bao lâu. Con xe đột ngột lắc lư qua hai bên, biên độ không lớn nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của tài xế ở làn xe bên cạnh. Cuối cùng hai chiếc xe không kịp đề phòng, suýt nữa thì va quệt nhau. Lập tức khiến tài xế của xe cạnh ở lòng bên giật mình. Tiểu thắng gấp. Mẹ nó. Trong miệng tài xế ngậm một điếu thuốc, chửi đổ từ trong cửa xe. Có biết xe chạy không hả? Tài xế vừa nhìn qua về phía trong xe, trong hai người đang dựa vào gần nhau. Mới đầu, tài xế còn tưởng đây là hình ảnh thích hợp thiếu nhiên. Giang bị chửi tiếp thì thanh niên bây giờ đúng là điên rồi. Thì nhưng mà hắn ta nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện người đàn ông mặc áo lông trắng, mặc áo lông màu đen ngồi ở ghế lái phụ. Bất chợt bật ra khỏi ghế. Một tay anh ta cầm giấy tay vịn. Trên đỉnh xe, cả người dường như mượn lực treo lên, giống hệt đang quay hình cảnh hành động. Điếu thuốc trong miệng tài xế suýt nữa bị cảnh tượng này dọa đến mức rớt xuống đũng quần. Chơi cái gì vậy? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Không chỉ tài xế bên cạnh không ngờ đến mà ngay cả sự sinh không ngờ Trí Thanh cũng như nhào đến giành vô lăng vào lúc này. Không giành được vô lăng thì muốn mượn lực đạp hắn. Nếu không phải cửa xe đã khóa thì chắc chắn hắn đã bị Trí Thanh đạp xuống xe rồi. Hắn vừa ổn định phương hướng, miễn cưỡng tránh xe là ở làn đường bên trái, dùng tay còn lại đang cực chung với Trí Thanh khó khăn để anh gửi lại. Cậu điên rồi hả? Chị Thanh, thả tôi xuống xe. Tôi nói lại lần nữa. Chị Thanh lại ngừng nói. Thả tôi xuống xe. Lúc hai người đang đánh nhau trong xe, thì xe đã tiếp tục chạy thêm một cây số. Chạy về phía trước thêm một cây số nữa chính là đồn cảnh sát. Xe đang tăng tốc. Càng gần nơi đến, chị Thanh dần dần nhận ra tuyến đường không giống với dự đoán của mình là cho lắm. Xe chợt thắng gấp, ngừng ngay đồn cổng đồn cảnh sát. Xuống xe. Chí Thanh ngồi trong xe, đối diện với cảnh hai chữ cảnh sát to ở cổng đồn cảnh sát Vĩnh Yên, suy nghĩ đã đứt đoạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ sang đến chương 10. Chuyển hướng. Tí tách, kim đồng hồ quay một vòng, chỉ số 11. Trong đồn cảnh sát Vĩnh Yên, bình thường như ồn ào ầm ĩ, bây giờ yên tĩnh đến mức như kỳ lạ. Giống như trong nháy mắt có người nhấn nút đứng yên vậy, tất cả mọi người đứng cứng ngắc tại chỗ, tạm thời quên mất mình nên làm gì. Quý Minh Nhuệ bưng ly nước nóng vừa mới rót xong, kéo ghế dựa ra, duy trì tư thế nửa ngồi nửa không của mình. Anh ta không biết nên đánh giá hai vị ướt như chuột lột đang ngồi ở trong văn phòng của mình lúc này thế nào. Toàn thân Giải Lâm với Chỉ Thanh đều ướt sũng, giống như vừa mới vớt từ trong nước ra. Chỉ nhìn tình hình này, tất cả mọi người trong văn phòng đều không tưởng tượng nổi suốt cuộc hai người bọn họ đã làm gì trước khi đến đây. Khu vực tiếp khách có hai cái ghế gỗ, hai người vừa vặn chiếm hai chỗ. Hai người dáng cao chân dài, thân hình này ngồi xuống, đấy trông cũng rất hài hòa. Chỉ là quan hệ của hai người có vẻ không hòa thuận, hiệu ứng hình ảnh đều là ảo giác, đặc biệt là người anh em Chí Thanh của anh ta. Sau khi bị đè cánh tay vươn vào trong, gương mặt bỗng nhiên lạnh lùng. Một lúc sau, nhóm ba người mới tìm lại khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình. Tô Hiểu Lan, Khương Vũ, đây, Thế Minh Nhuệ, hai người. Ok, vậy là mình đã đọc xong phần truyện này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video đọc truyện tiếp theo của mình nhé. Bye bye mọi người.